Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Thầy quay trở lại đây, thầy Minh Violin đã quay trở lại cùng với các em đây. Như thầy đã hứa từ trước thì ngày hôm nay, buổi ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách mà giải, cách xác định tìm tổng phân của este thật là nhanh. Thì cái điều kiện tiên quyết để mà các em có thể làm được bài nhanh bài này, thì như thầy đã gửi mail cho các em á, thì là các em cần phải xem được video mà phương pháp 345 hay 48 của thầy đã để trên YouTube trên kênh Minh Violin. Những bạn nào mà chưa mà theo dõi thì các em có thể theo dõi lại nhé. Chào Nguyễn Thế Khải. Bây giờ thì các bạn sẽ chủ yếu tìm tổng phân, xác định tổng phân este nhé. Theo cách nào? Thứ nhất này, một nhỏ này là theo công thức, hai nhỏ là theo cách viết hết ra, và ba nhỏ là theo cách khác. Đấy, thì không biết được em tìm theo cách nào. Đấy, em có thể comment lại. Ok. Các em nhanh tay xe về tường nhá. Giúp tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào. Trong lúc chờ đợi các bạn comment trả lời thì quên hết Nguyễn Hồng Sơn. Thank you em. Hello. Xin chào tất cả các bạn và các em. Không biết các em đang tìm tổng phân este là phương pháp nào nhỉ? Công thức hay viết hết hay là sử dụng một cách nào khó khác đặc biệt và dị hơn, thì không biết là các em, chắc là 166 bạn đang theo dõi video live stream này chắc là cũng là rất mong muốn thầy chia sẻ chúng ta cái phương pháp tìm tổng phân của thầy. Ok, và ngày hôm nay thầy hân hạnh với Minh Berlin, thầy Minh Berlin với lại cái phong cách dạy hòa là học hòa thông minh sẽ giúp cho tất cả các em biết được đến một phương pháp tìm tổng phân este khá là nhanh. Và cái phương pháp này thầy nghĩ ra và làm theo phương pháp là tìm tổng phân đơn chức. Ok, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Thế thì muốn làm được phương pháp này thì bước một ta phải nhắc lại kiến thức cũ một chút, đúng chưa? Chúng ta phải khẳng định với nhau một chút đã. Thứ nhất là C3H7, C4H9, C5H11, 3 4 5 2 4 8. 3 C3H7 có 2 đồng phân, C4H9 có 4 đồng phân và C5H11 có 8 đồng phân. Đấy là điều mà thầy muốn nhắc lại chúng ta. Thế thì cái phần này nhá, thầy đã hướng dẫn ở các video live stream ở các buổi trước, ở các video live stream buổi trước rồi. Live stream buổi trước thì bạn nào muốn có nhé thì comment lại mail như thầy đã nhắc đấy, để thầy gửi lại cái link này nhé. Còn lại ngày hôm nay chúng ta học thì em cứ quan tâm rằng là 3 4 5 2 4 8 là ok cho thầy. Wow, gần được 200 bạn. Để cho cảm ơn bạn Lê Hữu Tiến Lâm, chính xác rồi. Thế thì đấy nhá, các em chú ý nha, nếu mà chứng minh này và ứng dụng nào thì ok, chúng ta sẽ sử dụng cái video này chuẩn bị trước. Thế vậy bây giờ thầy hướng dẫn cách tìm tổng phân este này. Trước hết chúng ta quan tâm là este chúng ta đa số sẽ có dạng là R1 C nối đôi O R2, đúng chưa? Đây là cấu trúc này, như thầy đã từng nói từ trước, R1 C nối đôi O R2. Và ta quan tâm là ở đây ta có R1 C nối đôi O R2, không có trục đối xứng, dẫn đến nếu thầy đổi chỗ thành R2 C nối đôi O R1 thì nó thành hai chất khác nhau, hai chất này khác hoàn toàn nhau, được chưa? Ví dụ như CH3 COO C2H5 dĩ nhiên nó khác hoàn toàn với C2H5 COO CH3. Đây là điều đầu tiên thầy muốn nhắc nhở đây. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý đến điều kiện này. R1 của chúng ta số nguyên tử carbon luôn lớn hơn bằng 0. Lý do anh này đầu axit có thể là HCOO. R2 chúng ta số nguyên tử carbon lớn bằng 1. Đấy nha. Đây điều chúng ta cần lưu ý. Vậy ở đây từ đó để suy ra phương pháp tìm đồng phân của este rất đơn giản. Bước 1 ta đưa về dạng R1 COO R2. Bước 1. Bước 2, các em xác định R1 cộng R2 bằng mấy nguyên tử carbon.
Cảm ơn bạn Quyên Triệu Phạm. Cuối cùng bước 3, ta ứng dụng 3, 4, 5, 2, 4, 8 để ta giải bài tập ST. Ok chưa? Thì đây là các cái bước để mà ta giải bài tập ST. Thì thầy nốt ở góc này lại, bạn nào mà chưa nốt thì nốt lại nhá. Thầy nốt lại ở góc này. Để tẹo nữa, chúng ta sẽ làm. Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn. Chúng ta làm luôn. Và anh đầu tiên là anh. Câu số 1. Câu số 1. Số thành phần ST ứng với công thức là C4H8O2 là. Thì ta xem nhá. Bây giờ thành phần ST ứng công thức C4H8O2. Bây giờ câu đầu tiên thì chữa thật chậm để cho các em cùng theo dõi. Các em nhớ là cùng theo dõi này, cùng comment đáp án và share lại, tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này giúp thầy nhá. C4H8O2 có dạng là gì nhỉ? R1COOR2. Vậy thì có R1 cộng R2 bằng mấy carbon nhỉ? R1 cộng 1 carbon cộng R2 bằng 4 carbon. Vậy ta có R1 cộng R2 bằng 4 trừ đi 1 thì bằng 3 carbon. Bây giờ thầy phân tích 3 thành tổng các số hạng. Thì thầy có 3 chính bằng 0 cộng 3 bằng 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1 bằng 3 cộng 0. Bây giờ thầy mới đi xét điều kiện. Vừa nãy thầy chứng minh R1 lớn bằng 0. Vậy lớn bằng 0 ok. R2 phải lớn bằng 1. Đây, thằng này phải lớn bằng 1. Vậy loại 3 cộng 0. Lúc nãy thầy đã chứng minh. Lúc nãy thầy đã chứng minh R1 và R2 đổi chỗ thì tạo thành chất khác. Có nghĩa anh này 1 cộng 2 sẽ khác 2 cộng 1. Thoải mái được. Nó khác hoàn toàn xê tôn nhé. Tỷ dụ tại sao thầy lại ghi là nó khác nhau. Ví dụ đây này, R1 cộng 1 carbon là CH3. Ví dụ R1 cộng 1 carbon là CH3 COO C2H5 sẽ khác hoàn toàn với R1 có 2 carbon là C2H5 COO CH3. Hai này khác hoàn toàn nhau. Được chưa? Chào Nguyễn Ngọc Thái. Chào tất cả các bạn và các em. Thế là xong rồi. Vậy đến đây, ứng dụng 3, 4, 5, 2, 4, 8 thầy nhé. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 3 có 2. Vậy ta có 1 x 2 bằng dưới cộng trên phải nhân. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng thì có 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4 đồng phân. Vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B. Rất là dễ đúng không các em? Cực kỳ dễ dàng. Đấy, thì những bạn nào vào sau mà chưa theo dõi được hiểu cái video này thì các em có thể share lại về tường và cũng như tất cả các bạn các em vào đây để cùng theo dõi. Và những bạn nào mà mới học thì cũng không quan tâm gì nhiều bởi vì là đây thầy dạy mới toanh mà. Thấy chưa? Đấy, thế vậy là xong nhá. Bây giờ ta sẽ sang câu số 2. Ứng dụng nhanh hơn. Các em thử ứng dụng giống câu số 1 và comment cho thầy đáp án câu số 2. Câu số 1 vừa nãy thầy vừa mới giải ví dụ rồi. Bây giờ các em comment cho thầy đáp án câu số 2 xem nào. Comment đáp án câu số 2 xem là đáp án gì. À dĩ nhiên rồi, Poppy Bully chắc là cũng chưa theo dõi từ những video đầu tiên nên là hơi khó hiểu là đúng. Dĩ nhiên, các em bạn nào mà thấy khó hiểu các bạn có thể comment lại mail nhá, thầy sẽ gửi cho chúng ta video trước của video này. Bởi vì chuỗi live này của thầy là chuỗi live chạy theo từng ngày một. Cứ vào tối chủ nhật hàng tuần sẽ chạy chuỗi live cho 2K1 nên các em cần chú ý theo dõi liên tiếp. Thầy phát sóng liên tiếp và hàng tuần luôn. Đấy, wow, khá nhiều bạn làm được rồi này. Là phân ST này. Thế bây giờ thầy làm cho dễ dàng hơn nhé. Thầy có này, R1 cộng R2 bỏ đi một carbon. Vậy nó có đầu COO mà. Nên là thầy có R1 cứ ST bỏ một carbon thì bằng 5 trừ 1 bằng 4. Bây giờ phân tích 4 thành tổng các số hạng. Có 0 cộng 0 cộng 4 1 cộng 3 2 cộng 2 3 cộng 1 và không có 4 cộng 0. Được chưa? Bây giờ ta đọc thôi. Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất dễ. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1. 3 có 2. 4 có 4. Dưới cộng trên nhân. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2.
Vậy tổng cộng ta có 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng tổng cộng có 9 tổng phần. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đúng đáp án, đúng là đáp án dễ. Rất là dễ đúng không em? Báo Dương chính xác, rất tốt. Rất tốt, các em thấy cách này thế nào? Có kinh khủng không? Cực kỳ hay, cực kỳ kinh điển. Rất tốt, wow. Lê Hữu, ok, chính xác. Chúng ta sang tiếp tục câu số 3 nhé. Đây là một trong số những cách tìm hợp phần cực kỳ kinh dị. Nên là thầy rất mong muốn là các em hãy cùng xem lại về tường, cũng như là giúp thầy các bạn các em vào đây, chúng ta cùng để học. Mà hơn nữa là các em phải theo dõi đến tận cuối video cuối cùng, bởi vì phần tường trị giá 500.000 đã ẩn hiện dành cho các em một cái khóa học mà cực kỳ hay, học Einstein tụ hợp tất cả các cái chiều của thầy. Ok, đồng phân đơn chức hả? Tí nữa thầy sẽ nói, chuẩn bị đến cho đồng phân đơn chức rồi. Rất cảm ơn cái câu hỏi khá là hay của các bạn. Chúng ta tiếp tục nhé. Trong quá trình học các em có thể hỏi thầy thoải mái. Các em nên nhớ rằng là lịch live stream hàng tuần của thầy, lịch live stream của thầy cố định là vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Và thầy sẽ live stream là dạy luôn chương trình lớp 12. Dạy luôn chương trình lớp 12. Và buổi hôm nay là buổi thứ hai mà thầy dạy về chương trình lớp 12 rồi. Được chưa? Hôm nay buổi 2. Tuần sau chúng ta sẽ học buổi số 3. Buổi số 3 của tuần sau ta sẽ học về cách phản ứng hóa học của ST. Buổi sau ta học về phản ứng hóa học của ST. Viết phương trình phản ứng hóa học của ST. Ok, bây giờ ta sang câu số 3 nhé. Lại số đồng phân ST. Và đây là một câu đề thi tuyển sinh vào trường khối A năm 2008. Một câu khá là hay. Số đồng phân ST ứng công thức phân tử sẽ 362. ST, câu hỏi là ST. Ok, ngon rồi. Vậy ta có R1 cộng R2. Bỏ một carbon, 3 trừ đi một carbon thì còn 2 carbon. Đúng chưa? Vậy ta có bằng 2 carbon. 2 carbon vậy hoàn toàn ta có 0 cộng 2, 1 cộng 1. Hết. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng ta có 2 đồng phân. Rất là nhanh đúng không các em? Đáp án đúng chúng ta đáp án B, 2 đồng phân. Ok, cảm ơn tất cả các em comment đáp án khá là nhanh và khá là tốt đấy. Vậy chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 4. Số đồng phân ST của C6H12O2. Bây giờ thầy ngồi chờ đợi các bạn comment đáp án đầu tiên với câu số 4, số đồng phân ST của C6H12O2. Cái này cách siêu nhanh nhé, cực kỳ nhanh. Thầy rất mong muốn chia sẻ cho các em, nên là thầy rất mong muốn rằng là cái việc mà buổi live stream ngày hôm nay của thầy sẽ được tiếp xúc với lại thật thật nhiều bạn của các em hơn, để mà các em có thể biết đến thầy và các em có thể biết được cái việc học hóa nó cực kỳ là cực kỳ dễ. Nó không khó như các em tưởng tượng đâu, nó dễ không tưởng luôn. Nên là thầy rất mong muốn là chia sẻ những cái phương pháp này của thầy. Những phương pháp này của thầy có thể tiếp xúc được đến gần với các bạn của em hơn, để các em 2K1 có thể học giỏi hóa hơn, yêu bộ môn hóa hơn. Học hóa theo phong cách của thầy là chỉ có là học bản chất thôi. Ông thầy này chỉ dạy về bản chất. Thế thôi. Bản chất và cách tư duy hóa học nhanh. Chốt lại hai câu như vậy để mà giúp đỡ cho các em thành công trong kỳ thi trung học tổng quốc gia năm 2018. Nào. Câu số 4. Wow, một bạn đã comment D. Ok, niệm niệm, nhìn nhanh đấy. Ok. Cái việc mà chỉ dùng cho hợp chất hữu cơ no này là hoàn toàn chính xác, nhưng phương pháp 345-248 của thầy có thể sử dụng cho mọi hợp chất. Thực sự là mọi hợp chất. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà live stream như thế này thì rất là khó nói cho các em, nó phủ cho tất cả hợp chất và chứng minh cho các em nó khá là khó. Thì cái phần chứng minh đấy dùng được cho tất cả mọi chất nhá, propi, pupi. Nhưng mà cái khoảng thời gian này khá là ngắn, nên là thầy chỉ hướng dẫn cho chúng ta cái phần mà hay thi thôi. Còn phần mà ít thi thì thầy hướng dẫn full trong khóa C. Nên các em cố gắng là trả lời thật đúng cái câu hỏi cuối cùng, nhanh nhất, chính xác nhất, để mà có thể sở hữu khóa C để các em có xem được full nhá. Được chưa? Thầy rất mong muốn là hôm nay sẽ được tặng một bạn. Buổi trước có một bạn đã được tặng rồi. Hôm nay sẽ một bạn nữa được tặng nữa. Xem không biết là tối hôm nay là may mắn sẽ về bạn nào. Chúng ta tiếp tục sang câu số 4 nhá. Thầy chữa câu số 4 này cho các em. C6H12O2 đồng phân ST các em ạ. Đồng phân ST. Vậy ta có chào vẫn diệt. R1 cộng R2 bằng 6 trừ 1 thì còn 5 carbon. Giờ thì viết ra góc này cho dễ nhìn. 5 sẽ bằng 0 cộng 5 như bình thường đúng không? 1 cộng 4
2 cộng 3, 3 cộng 2 và 4 cộng 1. À, thầy sẽ sử dụng bút khác màu cho chúng ta dễ nhỉ. Bây giờ ta đọc nhá, đọc theo thầy nhá. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. 3 có 2. 3 có 2. 4 có 4. Và 5 có 8. Được chưa? 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi. 1 1 1 1 1. Vậy ta được. 1 nhân 8 bằng 8. 1 nhân 4 bằng dưới cộng trên nhân 4. 1 nhân 2 bằng 2. 2 nhân 1 bằng 2 và 4 nhân 1 bằng 4. Vậy tổng cộng ở đây ta có 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2 cộng 4 bằng tận 20 thành phần. Lúc này bạn nào mà viết tìm đồng phân thì chết dở. Đúng không em? Làm sao mà viết mà tìm được cái đồng phân này? Làm sao mà làm được? Đúng chưa? Chỉ có sử dụng cái cách của thầy thôi thì mới đúng được. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án D là đáp án đúng. Thì rất mong muốn là cái phần quan này có thể tới tiếp xúc được với rất nhiều bạn hơn, được chưa? Ok, chính xác với Linh Quang. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 5. Câu số 5, hy vọng 207 bạn đã và đang theo dõi video livestream này có thể nhanh tay giúp thầy share video livestream về tường, cũng như tag giúp thầy tất cả các bạn của em vào trong video livestream này để mà từ đó chúng ta có một cái buổi học thật là thú vị, vui vẻ hơn. Và nên nhớ rằng là hãy trụ lại để chúng ta có... Ui, trời ơi, Trương Hữu Thiện vẫn còn 16 kìa em ơi. Em bạn Thiện lưu lại video về tường nhá. Xong rồi là chốc rồi xem lại nhá. Được chưa? Câu 5 nè. Câu 5 ở đây có một cái câu hỏi hơi khác khác một chút. Đó là việc mà thầy sửa câu hỏi thành là đơn chức em. Đấy, các em phải để ý từ đơn chức. Cảm ơn gió đêm. Thì cái từ đơn chức này này. Thì với cái bọn mà CN nhá, H2N O2 mà có từ là từ đơn chức thì các em chỉ cần lưu ý cho thầy, đó là bắt chúng ta tìm đồng phân axit và bắt ta tìm đồng phân ester. Đấy, các em nhớ đấy. Thì thầy biết rằng là khá nhiều bạn bây giờ hè là vẫn chưa muốn học, bạn còn đi du lịch, nên là những bạn nào mà chưa muốn học mà đi du lịch thì lưu lại video về tường nhá. Hôm nào vào học bài ester thì chúng ta còn có thể theo dõi được, chứ không là thầy không dạy lại đâu. Được chưa? Nào dạy lại, muốn xem lại chỉ có ở trong khóa on thôi. Chào Tài, chào các em. Đấy, thì các em lưu ý chưa? Rất nhiều bạn bị lừa ở đây. Là đơn chức đi làm ST ngay, thế là thôi tô là thôi chết luôn rồi. Hỏng luôn, hỏng hàng luôn. Thế vậy bây giờ ta quay trở lại là C4H8O2 dạng CNH2NO2. Hỏi đồng phân axit. Axit thì ta đưa về dạng gì? RCOO đúng không? Đây COOH này. Vậy 4 trừ 1 thì còn C3H7. Ta lại quay trở lại như cũ, đúng không? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy anh này có 2 đồng phân. Este thì như thầy đã nói, chúng ta xét R1 cộng R2 bằng R1 cộng R2 bỏ một carbon bằng 3. 3 bằng 0 cộng 3 bằng 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1. Thực ra cái số này chính là cái số nguyên tử carbon ấy. Để cho các em. Vậy ta có 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1, 3 có 2. Dưới cộng trên nhân 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Vậy ta tổng cộng anh này có 4 đồng phân este và cộng với 2 đồng phân axit, 4 cộng 2 bằng 6 đồng phân. Đáp án đúng đáp án C. Tuyên dương tất cả các bạn đã comment là đúng đáp án C. Và bây giờ thầy sẽ có cái trò chơi là sẽ gọi tên 5 bạn trả lời đúng nhất ở đầu của buổi live stream. Bây giờ ta sẽ sang câu số 6. Ok, bây giờ các em hãy comment cho thầy đáp án câu số 6 xuống phía dưới. Thầy chờ đợi những bạn comment đầu tiên xem bạn làm có đúng không. C4H8O2 tác dụng dịch NaOH nhưng không tác dụng với natri. Chờ đợi những bạn comment đầu tiên. Chờ đợi những bạn comment đầu tiên. Câu số 6 xem nào. Bạn nào comment là bạn đúng. Cảm ơn Nguyễn Minh Quang, 5C, xong rồi em. Yến Nhi, 4D. Rồi ok, cảm ơn Yến Nhi. Nào thầy chờ đợi 3 bạn đầu tiên trả lời đúng câu số 6. 6C. Khuất Uyên, Nguyễn Thế Khải, 6C. Bạn thứ hai Trang Trạng Nguyễn, C. Chính xác. Chính xác. 3 bạn comment đầu tiên đã comment hoàn toàn chính xác. Bây giờ chúng ta chứng minh nhé, tác dụng với NaOH thì là cả este và axit. Chúng ta nhìn này, C4H8O2 này, nhưng mà tác dụng với NaOH thì bao gồm cả axit và este. Nhưng
không tác dụng với natri. Vậy thì chỉ có este mà thôi. Vậy tương đương với việc câu hỏi là C4H8O2 có bao nhiêu thành phần este? Thì ta có 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1, 1, 1, 1, 1. 3 có 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Vậy ta tổng cộng có 4 thành phần. Rất dễ đúng không các em? Cực kỳ dễ dàng. Không có một cách nào mà dễ bằng cách này nữa. Làm không bao giờ bị sai mà lại hoàn toàn chính xác. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhá. Sang câu số 7 xem nào. Đấy, chờ đợi những bạn mà comment những câu đáp án đầu tiên của câu số 7. Thầy lại chờ đợi mỏi mòn những bạn comment đáp án đúng đầu tiên của câu số 7. Câu số 7 không biết đáp án đúng là gì nhỉ? Biết các em có biết comment được đáp án đúng của số 7 là gì không? À, câu cuối cùng của ngày hôm nay là câu số ngó tí, câu số 12. Chúng ta đi một nửa quãng đường. Giờ ta đến câu số 7. Phương pháp này ứng dụng với tất cả mọi chất nhá. Ok. Một bạn vừa comment hỏi phương pháp này ứng dụng với những chất nào thì thầy vừa bảo lại là có áp dụng với tất cả mọi chất, nhưng mà hôm nay hiện tại thầy ứng dụng cho este. Trước thầy đã hướng dẫn cho chúng ta là cách phương pháp 345-248 ứng dụng cho tôi chết rồi. Câu số 7 có đáp án E nữa. Đáp án của em. Chết. Hình như thầy gõ máy nhầm. Thế các em nhìn này, các em biết ngay là đáp án khác rồi. Có bao nhiêu thành phần đơn chức, đúng không? Với câu hỏi thành phần đơn chức thì ta xét đến thành phần axit và thành phần este. Thế nhưng bây giờ thầy muốn chúng ta thông minh hơn. Thông minh một chút. Axit bỏ một carbon vậy là còn 4 carbon. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 4 có 4. Este cũng có 4. 4 bằng 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Xin giới thiệu với các em là khá nhiều bạn học sinh học offline của thầy, khi mà hỏi câu này là các bạn có thể tự nhận ra là bạn 0, 1, 2 chỉ có 1, 3 có 2, 4 có 4, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2. Vậy đây là có 4 cộng 2 cộng 1 bằng 9 thành phần este, cộng thêm 4 thành phần axit nữa thì tổng cộng có 13 thành phần. Chắc chỗ này thì gõ lỗi. Đáp án đúng chúng ta đáp án E, đáp án khác 13 thành phần. Thành thật thà tính nhầm rồi em ơi. Gia Linh chính xác, đáp án E đáp án của em. Ok, hoàn toàn chính xác. Rất tốt. Câu 7 có 13 thành phần, chính xác. Ok, 13 thành phần, chính xác luôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu số 8. Wow. Câu số 8 khai. Câu số 8 khá khủng bố. Câu số 8 khá khủng bố. Nào, lần trước nào các em? Các em hãy comment đáp án thì xem nào. À, chào Thúy Vân. Thúy Vân ơi, 345-248 là một cái phương pháp mà tìm thành phần khá là nhanh. À, thì thầy đã hướng dẫn các em ở trong các buổi livestream trước. Bạn nào mà chưa biết thì em comment lại đây nhá và theo dõi lại thầy, thì thầy có thể gửi cho các em cái những video cũ các buổi trước để các em theo dõi. Chuỗi livestream của thầy hôm nay là sang cái buổi này là buổi số 2 về bài mới rồi. Các em chú ý là cứ đúng vào 20 giờ nhá. Đây bây giờ còn rất nhiều bạn không biết 345-248 là gì, thế nên là thầy rất mong muốn các em nhanh tay giúp thầy share trong tác các bạn các em vào đây để mà thầy có thể giúp đỡ cho các em biết để buổi sau không có bạn nào phải hỏi như vậy nữa nhá. Ok, chúng ta tiếp tục sang câu số 8. Thành phần đơn chức của C6H12O2 là bao nhiêu? Lại hỏi đơn chức, có nghĩa là lại hỏi chúng ta thành phần axit và thành phần este. Trời ơi, câu chuyện này dễ quá. Ok, nào các em nào. Lê Cry, Nguyễn Minh Quang, một bạn nữa, Nguyên Nguyễn. Ok, thấy chưa nhá. Axit vẫn bỏ một carbon, 6 trừ 1 còn 5 carbon. Este cũng bỏ một carbon còn 5. Vậy ta có 5 bằng 0 cộng 5 bằng 1 cộng 4 bằng 2 cộng 3 bằng 3 cộng 2 và bằng 4 cộng 1. Vậy tương tự ta có 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 4 có 4 và 5 có 8. 1 x 8 bằng 8. Anh này là 5, axit cũng có 8.
1 x 8 bằng 8 này. 1 x 4 bằng 4 này. 1 x 2 bằng 2 này. 2 x 1 bằng 2 này. Và 4 x 1 bằng 4 này. Vậy cộng tổng à? 20 đồng phân este cộng với 8 đồng phân axit bằng 20 cộng 8 bằng 28. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Rồi, rất chính xác. Tuyên dương tất cả các bạn và các em đã comment đúng đáp án, đúng là đáp án C. Wow. Bây giờ ta sẽ sang đến câu số 9 và ta còn 3 câu nữa để đến câu phần thưởng bot của tối ngày hôm nay. Thầy xin phép được chia bot của tối ngày hôm nay để cho nó công bằng. Và các em nên nhớ rằng là câu 12 sẽ là câu chốt của ngày hôm nay. Và bạn nào trả lời đúng nhất, đúng nhất cộng nhanh nhất cộng share lại video livestream về tường thì sẽ được khóa học iStacy trị giá 500k. Nhớ nha. Khẩn trương lên. Cảm ơn Cường Chris, các em nhanh tay xe lại về tường và tác giúp thầy tất cả các bạn của em vào đây nhá. Ok, chào Võ Tấn. Cái mà nếu mà gặp hợp chất có trên 6 carbon thì đã chứng minh rồi. Thầy đã chứng minh cho các em rồi và chúng ta hoàn toàn có thể giải được theo phương pháp 3, 4, 5, 4, 8. Đúng chưa? Nhưng mà lúc này xe là 6 là một cái số khác và thầy đã chứng minh ở các video livestream trước rồi. Và hơn nữa là một điều rằng là gần như 6 thì không bao giờ có thi đại học em ạ. Nên là chúng ta không cần quan tâm nhiều, thế nên thầy chỉ đọc là 3, 4, 5, 4, 8 thôi. Ok. À, chúng ta sang câu số 9 nhé. C362 bao nhiêu đồng phân tác dụng với NaOH? Lại một câu hỏi như thế này nữa thì ở đây thầy lại có một cái chú ý nhỏ là với tất cả những anh mà CnHNO2 mà hỏi là có bao nhiêu đồng phân tác dụng với NaOH thì em chỉ cần nhớ cho thầy là có đồng phân axit và đồng phân este. Và bây giờ thầy lại cải tiến 345248 có thể lên một bậc khác. Chúng ta thấy axit chúng ta có dạng RCOH cũng nghĩa là một số cộng với không. Vậy bây giờ thầy có tổng bằng 3, 3 trừ 1 thì còn 2. Vậy có phải là 2 cộng 0 là axit không? Đúng chưa các em? 1 cộng 1 là este. Và 0 cộng 2 là este. Este là hàng này, axit thằng này. Thế vậy nào cứ thuật toán NaOH thì chạy hết tất cả các số này. Đúng chưa? Vậy ta có 3, 4, 5, 6, 8, 2 có 1, 0 có 1, 1, 1, 1, 1, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng ta có 3 đồng phân. Không đáp án à? Thôi chết rồi. E nhé các em. Chắc sao, không biết là sao thầy gõ thế nào ấy nhỉ? Chắc thầy gõ nhầm. Câu số 9 chúng ta là có 3 đồng phân tác dụng với NaOH. Thank you các em. Thank you các em. Đáp án đúng chúng ta đáp án E. Nha. Đáp án chính xác nhất là đáp án E. Ok. Chúng ta sang tiếp tục câu số 10. Thầy nhắc lại nhá. Đúng này. Nhanh xe. Khóa iStacy 500.000. Câu số 12. Chúng ta đã đến câu số 10. Chúng ta đã đến câu số 10. Các em nhanh tay xe lại về tường này. Ta các bạn vào. Nhanh lên. Khẩn trương lên. 3 chính xác. Thanh Thủy Jenny. Chỗ này ta thể gõ lỗi đấy. Chúng ta sang câu số 10 nào. Số hợp chất là đồng phân cấu tạo. Câu số 10. Số hợp chất là đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8O2. Đơn chức. Có từ đơn chức người ta nghĩ đến axit và este. Nhưng mà tráng gương cơ. À, khi nhắc đến tráng gương thì ta phải nhớ thế này. Có nhóm chó hoặc có dạng HCO rồi. Nhưng ở đây nếu chúng ta chú ý có từ CnH2NO2 có cụm từ đơn chức. Đơn chức. Và có cụm từ tráng gương. Thì ta nghĩ đến việc đó là đồng phân. Đồng phân gì nhỉ? Este. Nhưng este muốn tráng được gương thì phải có dạng HCOOR phải thì mới tráng gương. Được chưa? Các em lưu ý nhá. Phải có dạng HCOOR phải thì mới tráng được gương. Vậy bây giờ có nghĩa là không cộng cái gì? Vậy hoàn toàn ta có này là 4. 4 bỏ đi một carbon thì còn 3. 3 bằng 0 cộng 3. 3 4 5 248, 042 chỉ có 1. 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. Vậy suy ra cùng công thức phân tử C4H8O2 mà đơn chức và tráng gương chỉ có 2 đồng phân. Đáp án đúng chúng ta đáp án B2. Rất dễ đồng phân.
Rồi chúng ta sang câu số 11. Và thầy chờ đợi các em comment đáp án câu số 11 xuống đây xem nào. Thầy chờ đợi đấy, bây giờ là chờ đợi. Thầy sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên của câu số 11. Câu số 11 khá là dễ. Và chúng ta chuẩn bị xong câu số 11 này, ta sẽ sang săn bot, bot cuối cùng của ngày hôm nay, câu số 12. Và trước khi mà làm sang câu số 11 thì thầy cũng nhắc các em rằng là vào tối chủ nhật tuần sau, tối 20 giờ tuần tới thì các em nhớ nhắc giúp các bạn là thầy sẽ dạy chúng ta bài tính chất hóa học của este, một bài cực kỳ quan trọng với chương trình lớp 12. Các em nhớ theo dõi và đừng có bỏ buổi livestream này, không là nát về este thì thầy không chịu trách nhiệm với các em đâu. Ok, sau này thầy sẽ không chấp nhận mọi tin nhắn là thầy ơi em mất gốc hữu cơ rồi, thầy ơi em mất gốc hữu cơ rồi, thì thầy sẽ không chấp nhận tin nhắn đấy. Ok. Wow, Nguyễn My comment đáp án nhanh quá. Lê Di Uân. Rồi tốt, các em nhớ nhắc nhở các bạn nhá, cùng vào học nhá. Câu số 11, khẩn trương. Nhanh tay nào. Ok. Ok. Rất tốt. Rất tốt. Giờ em mới hộ. Nhanh tay lên em ạ. Bây giờ sang câu số 11 rồi. Với thầy chữa câu số 11 nhé. Thầy chữa câu số 11 này. Tổng số hợp chất hữu cơ no lại đơn chức dạng CN2NO2 này, phản ứng với dung dịch NaOH này, vậy là axit ete. Nhưng không phản ứng tráng bạc. Không tráng bạc nhé. Vậy ta có này, C5H10O2. Phân tích từ từ này. Thứ nhất đơn chức, đơn chức là nghĩ ngay đến axit và este. Hai thằng này đều tác dụng với NaOH. Ok. Vẫn còn là axit và este. Nhưng mà không tráng bạc. Có nghĩa là không tác dụng với AgNO3 trong NH3. Vậy ngay lập tức là loại ngay, vẫn là axit và este. Nhưng este phải không có trường hợp HCOO R phải gạch trường hợp này đi. Được chưa? Ok. Vậy ta đi xét về axit. 5 trừ 1 thì còn 4. 4 có 4. Este 4 carbon. Nhưng bỏ trường hợp không cộng đi. Bỏ trường hợp không cộng 4 bởi vì là dạng HCO. Vậy còn 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1, 3 4 5, 2 4 8, 0 1 2 thì chỉ có 1 thôi. Vậy ta có 1 1 1 1 3 có 2, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 1. Vậy 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok. Rất tốt. Vậy là rất cảm ơn rất nhiều các bạn đã comment là đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Và bây giờ trước khi sang câu số 12, câu bot cuối cùng của tối ngày hôm nay, thầy nhắc lại một lần nữa là điều kiện để nhận được phần thưởng của thầy tối ngày hôm nay là trả lời đáp án đúng nhanh nhất và nhanh tay share lại video live stream về tường. Chúng ta sẽ được bạn, thầy chỉ lấy một bạn thôi, sẽ được tặng khóa iStar C liên thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, hoàn toàn kiến thức căn bản và phun toàn bộ những chiêu giải nhanh của thầy. Được chưa? Chỉ ở trong một khóa này thôi. Trị giá 500.000. Thì ngày hôm nay bạn nào mà comment nhanh nhất nha, đúng nhất nha và share lại về tường nha, thì các em hãy nhanh tay, nhanh tay. Bạn nào mà nhìn thấy mình như vậy thì chụp ảnh xong gửi cho thầy. Ok. Ok. Sao cuối sai được? 2 cộng 1 cộng 1 là 4. 1 x 2 này, 1 x 1 này, 2 à tôi chết rồi. 2 x 1 bằng 2, chết. Sorry các em. 2 cộng 1 cộng 2 là 5, 5 cộng 4 là 9, lỗi. Sorry các em nhá. D 9. Thầy cộng nhầm. Ok, thank you. Cảm ơn các em. 11 D. Thầy cộng nhầm đấy. Ok. Chính xác. 9. Cảm ơn các em. Thế bây giờ các em sẵn sàng chưa nhỉ? Các em sẵn sàng chưa nào? Thầy mở nhá. Thầy mở nhá, thầy mở câu số 12 nhá. Nhớ lại thầy nói đấy, phải thật nhanh, phải thật tốt. Bắt đầu này. 12 12 9, ok. Tổng số hợp chất hữu cơ no đơn chức mạch hở cùng công thức phân tử C6H12O2
phản ứng được với dung dịch nào hết và có phản ứng trắng bạc là, xem nào, phản ứng dung dịch nào hết và có phản ứng trắng bạc. Khẩn trương các em ơi. Bao nhiêu? Câu 12. Poppy poppy. Thầy vừa nhìn thấy bạn poppy poppy. Không biết có đúng không? Các em có comment đi. Nhanh tay vào. Chờ đợi. Câu 12. Khẩn trương nhá. Xe lại video livestream về tường nữa. Tác các bạn vào nữa, không là chậm đấy. Phần thưởng trị giá 500.000 mà. Ok. Ok. Comment thật nhanh vào. Thế giờ thầy phân tích câu 12. No đơn chức mạch khẩu C6H12O2. Từ đơn chức ta nghĩ ngay đến axit và este. Phản ứng dung dịch NaOH thì cả axit và este. Nhưng có trắng bạc. Có trắng bạc thì axit không. Chỉ có dạng HCOOR phải. HCOOR phải vậy hoàn toàn ta sẽ có không cộng với mấy R phải thì bằng 6 trừ đi 1 carbon thì có 5. Vậy ta có chính bằng 0 cộng 5. 0 có 1, 5 có 8. 3 4 5 4 8. 1 nhân 8 bằng 8. Vậy tổng số hợp chất hữu cơ no mạch hở của ngũ tố phân tử C6H12O2 có từ đơn chức nữa, vừa tác dụng với NaOH vừa có khả năng phản ứng bạc là đáp án đúng. Chúng ta là đáp án bao nhiêu? 8C các em ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nha. Không biết là bạn nào comment đúng của câu này nhỉ? Thầy thấy rằng là có rất nhiều bạn comment đúng của cái câu này. Nhưng bây giờ chúng ta thiên thần chỉ gọi tên một bạn comment đầu tiên thôi. Để thầy dò lại xem bạn nào comment đầu tiên nào. 12 ở đâu rồi? Thầy chưa nhìn thấy. Thầy chưa nhìn thấy. Hình như phải bạn Poppy Poppy không em? Đúng rồi. Hình như bạn comment đúng trả lời đầu tiên là bạn Poppy Poppy. Các em chờ đợi một chút để thầy 345248 mà em. Hello các em. Thầy giáo quốc dân chuyên dạy hóa. Đầu tóc bù xù. Chào em. Vậy là câu trả lời của tối ngày hôm nay, câu số 12, đáp án của chúng ta là đáp án C. Và như vậy thì cái buổi ngày hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các em cái buổi ngày live stream ngày hôm nay. Nguyễn Thế Khải, em à? À vậy à? Em trước đó luôn. Thế vậy thế này đi, để dễ nhất và đơn giản nhất là các em hãy, bạn nào mà comment được cái câu trả lời này đúng nhất này, nhanh nhất này và xe lại về tường, thì các em mở lại cái chỗ mà các em comment nhé, xong chụp ảnh lại, xong gửi lại inbox cho thầy để thầy check lại, được chưa? Thì lúc đấy thầy sẽ chốt lại cho các em là bạn nào trả lời đúng nhất và sẽ được phần thưởng. Thì cứ inbox cho thầy, sau đó rồi là các em sẽ được nhận thưởng thôi, chắc chắn. Ok, cái buổi live stream ngày hôm nay thì thầy rất là mong muốn là giúp đỡ cho các em có thể tìm được một cái phương pháp tìm đồng phân este cực kỳ nhanh, cực kỳ tốc độ. Và các em nên biết rằng là học hóa chúng ta phải học thông minh chứ không phải học theo cách chậm chậm. Được chưa? Học như cách đấy thì không thể nào mà giỏi hóa được. Và chúng ta biết rằng là cái tốc độ giải bài của chúng ta là 1 phút 15 giây một câu thôi. Em không thể nào viết được hết đồng phân ra được đâu. Chính vì vậy nên là việc mà thầy luôn luôn nghĩ, luôn luôn phát triển những cái phương pháp thật nhanh để giúp đỡ các em. Đấy là cái điều mà thầy muốn giúp đỡ các em. Thì các em hãy chú ý theo dõi cái buổi live stream của thầy vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ với phương pháp độc dị do thầy nghĩ ra siêu tầm. Ok, và thầy sẽ giúp đỡ cho tất cả các em trong kỳ thi trung học tổng hợp quốc gia năm 2018. Có khá là nhiều bạn inbox hỏi thầy là Nguyễn Thị Nhung chiều mai vẫn học bình thường nhé. Có khá nhiều bạn inbox hỏi thầy là thầy ơi tại sao thầy không live stream được nhiều hơn, tại vì là thực ra là thầy khá là bận. Thì những bạn nào mà muốn học nhanh chương trình ý, thì em có thể đăng ký khóa iStacy để cùng có thể học cùng thầy nhé. Ok, cảm ơn và chào tạm biệt các em. ST không no thì thầy cũng đều đã hướng dẫn rồi nhé. Ok. Có mấy bạn thầy chưa mở đã comment. Ok, cảm ơn các em. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Và hẹn gặp lại vào các em vào tối chủ nhật tuần sau, chúng ta lại có cái buổi live stream thú vị tiếp. Bye bye. Hẹn gặp lại các em.